Hello. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh share review của mình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mấy anh em một thể loại nào mà thích cái xem phim, đó là cái phim dạng phim khoa học giả tưởng nha. Lưu ý đối với kênh giới thiệu của mình, giới thiệu phim chứ không phải là kênh phim. Tuy nhiên phim của mình giới thiệu rất là chất lượng. Mấy bạn nên lưu ý xem chọn đúng cái thể loại của mình để có thể xem phim được hay hơn. Còn bạn nào thấy thể loại rồi mà vẫn muốn xem thì nếu hợp thì xem thôi. Phim này sẽ có phần là máu me kinh dị là một phần, và có một phần tâm lý trong đó, và những kỹ xảo để làm phim trong bộ phim, một thể loại mà khoa học giả tưởng mà thì phải có những cái không hợp lý. Phim này còn được chuyển thể, đây là một bộ chuyển thể thực sự từ một bộ anime đình đám vào 2014. Bộ phim được mang tên là Tokyo Raw và tạm dịch là ngạ quỷ. Nếu bạn nào là fan của otaku hay là fan của anime truyện tranh thì không thể nào bỏ qua được cái bộ này nha. Mình sẽ có một bước review. Đôi khi chúng ta mình có những người sẽ đặt những câu hỏi con người là gì, điều gì khiến cho con người trở nên là con người hơn, đúng với con người hơn. Đôi khi chúng ta chỉ là mang có những con người chỉ là mang vóc dáng con người thôi, thì đó có phải là cái cuộc sống mà chúng ta mỗi ngày mà chúng ta đều đang và đang sống như thế? Bạn đang tự trải nghiệm thử mình có trở nên hơn con người hơn không? Chúng ta được định nghĩa bởi những hành động của bản thân mình này. Chúng ta sinh ra như thế nào và chúng ta lựa chọn những thứ gì. Nói chung là mình được lựa chọn theo cách của mình lựa chọn thì mình hãy sống. Có những thứ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Thì ngược lại với con người là một cái tính chất thú tính, hay còn gọi là nôm na là quái vật. Thì quái vật là gì? Thì điều gì khiến cho chúng ta sợ hãi những con quái vật? Thì hầu hết chúng ta sẽ nói về sự khác nhau về bản chất của ta và chúng, bản chất giữa con người và quái vật. Thì một số sẽ nói là những gì chúng ta làm, mà một số sẽ nói những một số nói là vì những con quái vật được sinh ra ở trên cõi đời này, thì một số nói những con quái vật này được tạo ra từ chính con người. Bạn hiểu ý mình nói không? Tức là con người là cũng có thể trở thành quái vật, và ngược lại quái vật cũng có thể trở thành con người. Tức có nghĩa ở trong con người, nhưng mà mình rất là thú tính, mình cách mình sống nó rất là thú tính. Và ngược lại, tuy là những con quái vật mà trong ảo tưởng thì lại là trở nên dần con người hơn. Và chúng ta đang muốn dần trở nên là con người hơn, là đúng theo nghĩa con người của mình chúng ta. Đâu đó bạn sẽ đọc báo, xem tin, thấy rõ ràng những con người đi vào cái hướng mà tội phạm và trở nên diệt độc loại, hay cái sai trái là cái cách họ âm thầm che đậy. Tức là có nghĩa là mình không thấy được cái lòng dạ thật của cái người đó. Quay trở lại với nội dung của phim thì mình có thể tóm tắt ngắn gọn là Kenaki này là một cái cậu học sinh đã gặp một cô gái tên là Ray. Tuy nhiên khi mà họ hẹn hò nhau thì Ray
Thực chất Ray là một con quái vật và là ngạ quỷ tên là quỷ Rouse. Tuy nhiên về sinh vật này á, thì đang định ăn thịt con người, tức là đang định ăn thịt trong cuộc hẹn, đang định ăn thịt Kennedy. Tuy nhiên thì vô tình kém may mắn, anh sắp chết và đồng thời trong lúc đó thì cũng bị một cái lượng bê tông, phải bê tông khối sắt đá rồi rơi xuống và dìm chết luôn cả Ray. Thì trong quá trình hấp hối đó thì buộc phải bác sĩ chọn cách là cứu cậu, trong khi cái nội tạng và thay thế một phần nội tạng, thay thế một phần cơ thể của Ray kết hợp vào thì trở nên thành một bán rau, hay còn gọi là phân nửa là rau, phân nửa là người. Cậu là một người thật sự đang đứng ở trên hai cả thế giới. Và cấu trúc chính vì cấu trúc cơ thể bạn của Kennedy này là rau, phân nửa là người, thành ra và anh lại diễn biến tâm trạng trong phim cực kỳ rất là khó khăn và diễn tả, nhưng mà anh này đã diễn tả được một cái nỗi ám ảnh, sợ hãi bởi sự biến đổi của mình và những cái mà anh chống chịu và thay đổi được cái hình thái của mình, và không để bị những cái cám dỗ của rau, cái luồng ăn thịt người biến mình. Nếu mà anh quyết định ăn thịt người luôn thì anh sẽ không có cơ hội để quay trở lại để trở thành một con người, và cũng như là rau thì tức là sự dằn vặt đấu tranh tâm lý. Thì cái cách này nó diễn đạt giống như là mình bên ngoài có những việc làm sai trái đang đứng trước mặt mình. Mình có thể mình sẽ phải rất là phân vân giữa cách mình chọn mình làm một con người tốt hơn, hay mình có thể ngược lại. Khi mà cái chết cận kề thì lúc đó mình sẽ bộc lộ rõ cái bản năng của mình. Tôi lấy ví dụ ha. Thì mấy bạn tưởng tượng là khi mà mấy bạn đang ngàn cân treo sợi tóc, nếu bạn cứu cái đó thì có một cái tỷ lệ cứu cái người kia thì bạn có tỷ lệ sống sót sẽ thấp hơn. Ví dụ bạn sẽ chỉ có 10% sống sót được nếu mình cứu người kia, nhưng mà ngược lại bạn hại người kia thì bạn sẽ có 90% sống sót. Thì lúc đó bạn thì thực sự phải suy nghĩ, thật sự phải đắn đo và đâu là cách bạn thể hiện trong đó. Ngoài những cái diễn xuất tâm lý của Kennedy ra thì phim được làm với những cái kỹ xảo cũng khá, tại vì có những cái pha thể hiện đánh nhau cũng như là màn những võ thuật thì cũng có một chút gì đó. Mình cảm thấy đây là mình có thể đánh giá đây là một phần phim hành động, tâm lý hành động khoa học giả tưởng. Bạn nào là otaku hay là anime fan thì tất nhiên là mấy bạn đã hầu hết mấy bạn sẽ biết đến tác phẩm này, nhưng mà bạn nào chưa từng xem phim, fan của phim thì chưa hẳn là sẽ biết được bộ này. Thì mấy bạn, mình mong mấy bạn sẽ đón xem để có thể trải nghiệm được một tác phẩm phim hay. Rồi đây là lời review của mình, để mấy bạn có thể cảm hứng được. Bạn muốn tìm đâu đó cái cách, hoặc là bạn sẽ xem Kennedy sẽ làm gì với cái bản chất và bản năng của mình khi muốn trở thành một con người thực thụ mà trước đây anh đã từng sở hữu. Xin chào và hẹn gặp lại mấy bạn, nhớ ủng hộ cho kênh của mình. Rồi, mấy bạn
bật chuông để có thể nhận được những thông tin của mình về những clip giới thiệu những bộ phim mới khác nhau và những thể loại khác nhau. Rất cảm ơn mấy bạn đã xem video này. Xin chào ạ.